Từ ngày ra đời thì VinFast đã có những cái thành tựu gì khiến mình phải trầm trồ? Mình thử điểm lại xem nhé. Xây xong nhà máy to đùng ở Hải Phòng chỉ mất có 21 tháng. Phát triển hai cái dòng xe xăng chỉ mất 13 tháng. Rồi thì niêm yết thành công trên sàn chứng khoán Nasdaq của Mỹ. Nhưng đấy không phải là những cái thành tựu mà mình đánh giá cao nhất ở VinFast các bạn ạ. Cái thành tựu mà mình đánh giá cao nhất ở VinFast đấy chính là phát triển cái hệ thống chạm sạc cho xe điện. Nhìn đi, VinFast đã phủ sóng chạm sạc khắp 63 tỉnh thành phố trên 125 tuyến quốc lộ và tỉnh lộ ở Việt Nam với 150.000 cổng sạc. Cứ thấy con số đấy thì mình cảm thấy rất là choáng ngợp. Từ sạc chậm đến sạc nhanh ở Việt Nam mình có tất. Và cứ thử tưởng tượng xem khoảng cách giữa các cái trạm sạc ở trong thành phố chỉ cứ 3,5 km là có thể gặp được một trạm sạc rồi. Còn ở trên quốc lộ tỉnh lộ thì cứ 65 km là có một trạm sạc. Thì mới thấy là bây giờ mình đi xuyên Việt bằng xe điện ở Việt Nam nó dễ như ăn kẹo, đúng không ạ? Thì đấy theo mình là những cái con số rất là ấn tượng. Nhưng nó ấn tượng như thế nào? Thì mình thử nhìn sang các cái quốc gia khác nhé. Đầu tiên là cái ông sừng sỏ nhất là ông Mỹ đi. Thì ở Mỹ theo thống kê đến năm 2023 chỉ có 131.000 cổng sạc thôi các bác nhé. Và 131.000 cổng sạc này nếu mà chia theo dân số và diện tích của Mỹ thì chỉ khoảng 3 cổng sạc cho 10.000 người. Thì đấy mới thấy là cái con số của VinFast khủng khiếp đến thế nào. Nhìn sang các cái anh hàng xóm ở Đông Nam Á nhé. Thì trong thời gian vừa rồi, Thái Lan chẳng hạn là một trong những đất nước phát triển rất mạnh về xe điện. Thì ở Thái Lan cũng chỉ có khoảng 700 cái trạm sạc. Chia ra cổng sạc thì có khoảng tầm 8.700 cổng sạc thôi. Con số này là thống kê đến năm 2021 các bác nhé. Còn tại Singapore, một cái đất nước nhỏ bé thì ít hơn, chỉ có 3.600 cổng sạc. Còn ở Indonesia gần đây thì các bác cũng biết là chính phủ đầu tư rất nhiều vào các cái trạm sạc và cổng sạc cho xe điện đúng không? Thì ở Indonesia cũng chỉ có 480 trạm sạc thôi nhé. Còn về số lượng cổng sạc thì mình chưa tìm hiểu kỹ, chưa rõ. Rồi, nhìn sang các nước châu Âu xem cái số lượng trạm sạc và cổng sạc của họ thế nào. Đầu tiên là Hà Lan, chỉ có 120.000 cổng sạc thôi. Tiếp theo là Đức thì chỉ có 77.000 cổng sạc. Pháp thì chỉ có 84.000 cổng. Như vậy thì các bạn đã thấy là cái số lượng cổng sạc mà VinFast xây dựng ở Việt Nam đã bá đạo chưa? Nhưng chúng ta vẫn phải nhìn lên một chút. Nhìn lên thì chúng ta sẽ thấy Trung Quốc đang dẫn đầu về số lượng trạm sạc và cổng sạc. Đứng đầu thế giới luôn. Số lượng cổng sạc ở Trung Quốc là 1,8 triệu cổng sạc. Trong đó có hơn 760.000 cổng sạc nhanh. Thế mới thấy là Trung Quốc họ phát triển cái hạ tầng xe điện khủng khiếp các bác nhỉ? Thế nhưng mà cái con số đấy cũng chưa thật sự khiến cho mình cảm thấy là hoàn toàn thuyết phục, bởi vì 1,8 triệu cổng sạc đấy mình lại phải tính trên đầu người và diện tích của Trung Quốc thì mình mới thấy là con số của VinFast nó vẫn bá đạo hơn nhé. Cụ thể thì ở Trung Quốc là 12 cổng sạc cho 10.000 dân. Vừa nãy mình có nói là Mỹ là 3 cổng sạc cho 10.000 dân đúng không? Trung Quốc là 12 cổng sạc cho 10.000 dân cũng là một con số khủng khiếp. Nhưng không thể so sánh được với cái số lượng cổng sạc ở Việt Nam. Nó là 15 cổng sạc cho 10.000 dân. Đó, thì với những cái con số mình vừa mới nêu lên ở đây thì mình mới thấy rằng là VinFast bá đạo như thế nào trong việc phát triển cơ sở hạ tầng về cái các cái trụ sạc, trạm sạc ở Việt Nam. Và đấy chính là cái điều mà mình cảm thấy tự hào nhất. Và VinFast đã làm tốt nhất. Và mình cho rằng với cái việc phát triển các hệ thống trạm sạc, trụ sạc tại Việt Nam một cách vững chắc và độ phủ rộng lớn ấy, thì VinFast chắc chắn sẽ thành công tại Việt Nam. Còn vươn tầm quốc tế đến đâu thì nó sẽ là câu chuyện của tương lai, nhưng mình cũng rất hy vọng là VinFast sẽ thành công ở các thị trường quốc tế. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh.